An Giang là mảnh đất đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có sông nước mênh mông, núi non kỳ dĩ, có rừng tràm và cả những cánh đồng bát ngát. An Giang còn là nơi có các dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm, Qua sinh sống chan hòa với nhau. Vì vậy mà nền văn hóa ẩm thực An Giang rất đa dạng phong phú. Mỗi món ăn ở nơi này đều mang đậm hương sắc của mỗi dân tộc. Thế nên đến với An Giang, du khách sẽ không chỉ được thăm thú những cảnh quan tươi đẹp, hòa mình vào không gian thanh thang của núi rừng bao la, mà còn được thưởng thức những món ăn thơm ngon, độc đáo, triền có ở nơi đây. Nhắc đến ẩm thực An Giang, có một món ăn không thể bỏ qua, bởi món ăn này mang đậm nét đẹp chăn quá của người dân miền Tây Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng. Đó chính là lẩu mắm. Món ăn này có ở nhiều địa phương, mỗi nơi thì sẽ có cách chế biến và hương sắc khác nhau. Thế nhưng, lẩu mắm tại An Giang, điển hình là ở Dương Quốc Mắm, thành phố Châu Đốc, thì lại mang một hương vị thơm ngon, đậm đà hơn cả. Linh hồn của món ăn này chính là nước dùng. Phần nước dùng của lẩu mắm khá là đặc biệt, bởi có sự góp mặt của ít nhất 3 loại mắm, nhưng không phải mắm của vùng miền nào cũng có thể tạo thành nét đặc trưng của lẩu mắm An Giang, mà đó phải là sự hòa trộn độc đáo của các loại mắm cá ở vùng đất này, như mắm cá sặc, mắm cá linh và mắm cá chốt. Lẩu mắm An Giang gây thương nhớ cho nhiều người bởi có các loại rau ăn kèm xanh tươi và chỉ phổ biến ở miền sông nước Nam Bộ như bông điên điển, bông súng, rau dừa, cù nèo, bông lục bình. Thêm vào đó là đa dạng các loại cá tươi ngon như cá linh, cá kèo, cá ba sa. Tất cả tạo thành món lẩu mắm thơm ngon, khó lòng mà kiềm chế được. Lẩu mắm An Giang ngon đúng điệu, có phần nước dùng vừa trong vừa có màu đặc trưng của mắm, vị mặn ngọt hài hòa, thơm ngất ngây. Cùng với đó là miếng cá ngọt thịt thấm vị, ăn kèm với mớ rau tươi non mơn mởn, khiến cho những ai thử qua một lần sẽ nhớ mãi không thôi. Bên cạnh lẩu mắm, bún cá là món ăn du khách nên thưởng thức qua khi đến An Giang. Tuy đây là một món ăn rất quen thuộc đối với nhiều người, thế nhưng riêng tại An Giang, bún cá lại là đặc sản trứ danh của vùng đất này. Bún cá được bán ở nhiều nơi, nhưng đông đảo thực khách ưa chuộng nhất là ở Châu Đốc và Long Xuyên. Lý do cũng bởi hương vị rất riêng và hấp dẫn của nó. Bún cá chuẩn vị và ngon nhất phải được nấu bằng cá lóc đồng. Phần thịt cá lóc được làm sạch, lọc hết xương rồi xào qua với nghệ, sao cho không bị bể và tạo thành màu vàng ươm bắt mắt. Nước lèo thì có màu vàng trong, thơm lừng mùi ngải bún. Rau ăn kèm phải là những loại rau đặc trưng ở vùng Tây Nam Bộ như bắp chuối bào, rau muống sợi, rau nhút, bông điên điển kèm theo. Món bún cá có hương vị ngọt thanh này, mặn chấm với nước mắm me chua ngọt hay là muối ớt chanh sẽ làm cho thực khách nhớ nhung sao xuyến. Không chỉ hấp dẫn với người dân địa phương, bún cá Long Xuyên hay Châu Đốc còn thu hút nhiều du khách từ trong và ngoài nước tìm về thưởng thức. Chính vì vậy, bún cá ở vùng đất An Giang còn được xác lập kỷ lục Việt Nam là một trong 50 món ăn đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Cơm tấm là món ăn rất được ưa chuộng và được bán phổ biến ở miền Nam Việt Nam. Du khách có thể thưởng thức món cơm tấm ngoài dĩa hè bình dân hay là trong nhà hàng sang trọng, có thể ăn những món cơm tấm được chế biến đơn giản hoặc cầu kỳ. Tuy nhiên, giữa bao nhiêu cách chế biến cơm tấm đa dạng, cơm tấm Long Xuyên vẫn có nét đặc sắc riêng không thể nhầm lẫn. Cơm tấm Long Xuyên thường là cơm tấm nhuyễn, bởi vì cơm được nấu từ những hạt tấm chính hiệu, tức là hạt gạo bị bể sau khi sàn nhưng vẫn còn nguyên dạng dưỡng chất. Khi ăn, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được hương vị thơm bùi bùi, có vị ngọt nhẹ và dường như là tan ra trong đầu lưỡi. Dĩa cơm tấm Long Xuyên đúng chuẩn sẽ có phần thịt nửa nạc nửa mỡ được mang đi khìa, hay là thịt sườn nướng thơm lừng béo ngậy cùng với trứng kho và bì, tất cả được sắc thành những sợi nhỏ vừa miệng. Đồ chua ăn kèm thường là củ cải, cà rốt hoặc rau muống, chua ngọt, rưới thêm ít mỡ hành, tóp mỡ lên trên. Đặc biệt, linh hồn của món cơm tấm Long Xuyên là chén nước mắm sóng sánh đặc kẹo, đậm đà hương vị. Chỉ cần chan một lượng nhỏ thôi là đã có ngay một món mỹ vị trước mắt, nhìn đã thèm. Ẩm thực Khmer là một trong những thành phần quan trọng đóng góp cho sự đa dạng phong phú trong dòng chảy văn hóa ẩm thực An Giang. Và gà đốt lá chúc là một trong những món ăn điển hình cho điều đó. Gà đốt lá chúc là món ăn có nguồn gốc bắt nguồn từ sự sáng tạo của đồng bào Khmer. Món ăn này gây ấn tượng cho nhiều người không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi cách chế biến khá độc đáo. Muốn có món gà đốt chất lượng thì phải chọn được loại gà tơ thả giường. Sau khi sơ chế xong xuôi thì ướp gà cùng với sả, lá chúc, ớt, tỏi, muối, đường. Đến khi thấm đều các gia vị thì cho vào niêu đất và mang đi đốt.
Trước khi đốt, người ta phải rải một lớp muối hột và lót thêm một lớp sả, lá chuốt tươi dưới đáy niêu. Để món gà đốt thêm phong phú, người Khmer còn cho thêm vài củ tỏi để nguyên vỏ vào trong niêu đốt chung với gà. Chất lượng gà đốt đạt hay không, một phần là do bí quyết chế biến. Chủ yếu là khâu ướp gia vị và kỹ thuật đốt lửa, sao cho thịt gà chín đều, dai giòn mà không khét. Muốn vậy thì phải đốt bằng niêu. Lúc đầu thì cho lửa to, sau đó nhỏ lửa dần. Ngoài đốt dưới đáy niêu, còn phải có một lớp than hồng ở trên miệng niêu. Có như vậy thì gà mới chín đều và thơm ngon. Khi dỡ nắp niêu ra, thấy da gà chuyển sang màu vàng ươm, lớp da ẩn mỡ, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt là gà đã chín. Một màu vàng ươm cánh dáng óng ánh áo một lớp bên ngoài, quyện cùng với mùi thơm nồng nàn của sả và lá chúc. Rồi xé gà ra, bên trong là những mảng thịt trắng phao, mọng nước. Tuyệt chiêu làm cho món ăn này trở nên hấp dẫn là dù đốt trong khoảng thời gian khá lâu nhưng thịt không hề bị khô. Xé đến đâu, nước gà thanh ngọt tươm ra đến đó, ngon thôi rồi. Cắn một miếng gà béo ngậy thơm lừng, ăn kèm với miếng tỏi dẻo dẻo bùi bùi, rồi chấm với nước mắm chua ngọt thơm nức mũi mùi trái chuốt. Cứ phải ăn vào và tận hưởng không chỉ bằng miệng mà còn bằng mắt, bằng mũi và mùi vị của nó đánh thức tất cả các giác quan. An Giang còn nổi tiếng với nhiều món ăn mang tính chất giao lưu tiếp biến văn hóa của các dân tộc, được nhiều du khách yêu thích, tiêu biểu là món đu đủ đăm vang danh ở vùng Bảy Núi. Vốn là món ăn vặt có nguồn gốc từ Campuchia, được đồng bào dân tộc Khmer chế biến lại theo khẩu vị riêng. Từ đó, món ăn này được đông đảo du khách đón nhận và trở thành món ngon không thể chối từ của vùng đất An Giang. Món ăn này gây thích thú cho các tín đồ ăn vặt bởi cái hương vị ngọt thanh mặn mặn, thơm thơm cực nghiền. Nguyên liệu để chế biến đu đủ đăm cũng không phải cao lương mỹ vị quá cầu kỳ. Để làm ra món ăn này, người ta cần chuẩn bị đu đủ bào sợi, rau muống bào, hành tím, đậu đũa, cà chua, đậu phộng, mắm ruốc, sa tế, tỏi và trái chuốt. Sau đó dùng chày để đâm và trộn đều các nguyên liệu với nhau. Từ đó tạo ra món đu đủ ngọt giòn, thơm lừng, vị mặn mặn, ăn kèm với bò nướng hay là hộp vịt dữa thì ngon không gì sánh nổi. Nhắc đến nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Chăm thì không thể không nhắc đến đặc sản vang danh tung lò mò. Tung lò mò hay lạp xưởng bò là một món ăn được tạo nên từ nhiều thành phần của thịt bò và tuyệt nhiên không lẫn thêm loại thịt nào khác. Vỏ ngoài của tung lò mò là ruột bò đã được làm sạch, phần nhân bên trong là thịt bò trộn với mỡ được băm nhuyễn. Tất cả sẽ được nén lại, thắt thành từng khúc tròn dài khoảng 3 đốt ngón tay, sau đó mang phơi nắng khoảng 3 lần. Đến khi hơi xe lại là đã có một món ăn bổ dưỡng và ngon miệng. Để thưởng thức món ăn độc đáo này có rất nhiều cách chế biến như là hấp, chiên hay là nướng. Tuy nhiên thì tung lò mò sẽ trở nên hấp dẫn khi được nướng trên bếp than hồng. Bởi lớp vỏ ngoài của tung lò mò khi nướng sẽ bắt đầu xém vàng, ươm mỡ óng ánh. Bên trong thì vẫn mềm ngọt và tỏa mùi thơm điếc mũi, cực kỳ cuốn hút. Thưởng thức tung lò mò, bạn sẽ cảm nhận được đủ đầy như vậy độc đáo trong khoang miệng. Nào là một chút vị chua nhẹ của lạp xưởng, đến vị ngọt mặn, cay cay của tiêu, mùi thơm nồng nàn của thịt bò nướng, một vị béo bùi của mỡ bò. Tất cả tạo nên một hương vị đầy lôi cuốn. An Giang được biết đến là vùng đất hội tụ tinh hoa ẩm thực của các dân tộc anh em. Cũng giống như các dân tộc khác, người Hoa ở An Giang có nét văn hóa ẩm thực khá độc đáo. Điều đó được thể hiện rõ khi có rất nhiều những món ăn đã dần trở nên quen thuộc gần gũi và được thực khách đón nhận như một phần không thể thiếu trong ẩm thực An Giang. Nói đến ẩm thực của người Hoa ở An Giang thì lại càng không thể không nhắc đến món mì vịt tiềm trứ danh. Tuy món ăn này có giá hơi nhỉnh hơn nhưng lại luôn được lòng đông đảo thực khách vì độ hấp dẫn của nó. Sợi mì trứng được trộn vừa chín, có màu vàng ươm bóng bẩy, nước súp thơm lừng, dậy mùi thảo dược bổ dưỡng. Cùng với thịt vịt tiềm, mềm nhưng không bấy, được ướp gia vị thấm đẫm, thưởng thức vào là sẽ cảm thấy ngay như đang tan chảy nơi đầu lưỡi. Tất cả đã tạo nên hương vị đậm đà, đặc trưng của món ăn bổ dưỡng lời cuốn ấy. Ngoài mì vịt tiềm còn có khá nhiều các loại mì tươi khác với những nguyên liệu phong phú. Điểm độc đáo của các món ăn này chính là mì, bởi sợi mì luôn dẻo dai, không quá nở, không bở. Ở một số nơi, sợi mì còn được làm thủ công hoàn toàn, với nguyên liệu chính là trứng, bột mì và nước tro đặc biệt.
Sau khi các nguyên liệu được nhào thật kỹ, bột được cho nghỉ để nở và cán mỏng, rồi mới cắt thành sợi và chia thành từng giắt mì nhỏ. Trước khi ăn, mì được trụng qua với nước lèo nóng hổi. Chủ quán sẽ cho vào các thành phần ăn kèm như là thịt xá xíu, xương, bò viên, hải sản hay hoành thánh, tùy vào nhu cầu của từng thực khách. Sau đó thêm các loại rau, hành phi, tóp mỡ vàng ươm, thơm giòn và chốt hạ bằng những giá nước lèo không gieo, thơm lừng mùi sinh hầm, có vị ngọc thanh. Tất cả tạo nên sức hút không thể chối từ của món ăn này. Sức hút của ẩm thực An Giang là sự pha trộn của một nền văn hóa ẩm thực đa dạng, nhưng mỗi món ăn lại mang một bản sắc riêng. Có thể nói, tuy những món đặc sản này đơn giản nhưng cũng thật tinh tế, khiến cho người lữ khách một lần du lịch đến An Giang được nếm thử đều khó có thể quên được những hương vị độc đáo và hấp dẫn ấy.